Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những cuốn video giao lưu với Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, địa chỉ xã Thọ An, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Vâng, và tác phẩm đầu tiên anh Trần Hiệp sẽ giới thiệu với anh em chúng ta một cây xanh trực hoành. Đây giới thiệu với anh em đây là một tác phẩm xanh cổ. Và đẹp quá. Tác phẩm xanh quê. Đấy, để cho anh em biết. Đây nó có cái dáng mình gọi là mai bò. Cái quê cũng được, cái kiểu như rùa bò. Mai bò không phải mai bò. Cây này á, nếu mà để phân tích ra mà có một cái tên thật hay ấy. Chứ mai bò nghe nó cộc lốc mà nó chả có đúng mai bò. Đây này, đây là cái gốc nhá. Điểm lên chia thành hai nhánh đúng không? Đây. Bắt đầu từ đây lên chia thành hai nhánh, nhánh bên này và nhánh bên này. Nhánh bên này ấy, nó bay nó lượn ra đây. Nó giống con rồng không? Đấy, bay tiếp ra đây. Thì tác phẩm này chính thức để trở thành đây là con rồng nhá. Vâng, con rồng. Thế sau đó còn cái nhánh còn lại đây này, vươn lên trực đây, hai bên là có hai cái cánh hai bên này, thì nó như là con phượng. Thế có thể gọi là long đàn phượng vũ. Long đàn phượng vũ. Ôi, thế thì tuyệt quá. Thế ai lại gọi đây đâu có phải dáng mai bò, cái mai bò đây mà anh gọi là mai bò. Đúng rồi, long đàn phượng vũ nha. Cái thân chính kia, thân trực kia là con phượng đang múa này, dưới này là con rồng đang xà xuống này. Long đàn phượng vũ các bạn nhé. Đây bác sinh bác đã khai sinh. Đây là con rồng rõ ràng rồi đây này. Các cái chân dễ xuống là như là cái chân rồng này. Tất cả những cái tay chi đưa sang hai bên như là cái vây rồng rõ đẹp đây này, đây này. Đẹp quá. Đây là con rồng luôn. Thế còn trên thân trực này là con chim phượng đang múa. Long đàn phượng vũ. Chính xác, đặt tên đấy là rất là đẹp. Gắn với hai con đo thông tin để các bạn được biết là tác phẩm long đàn phượng vũ nha. Tán rộng là 21. Chiều cao là 90. Mình đo cái gốc nguyên của nó là được vào khoảng quanh 100 nha các bạn nha. Vâng. Là cây xanh quê thôi nhưng mà cái bệ thân và cái nét già của nó rất là thể hiện rồi các bác. Đây, rất đẹp các bạn ạ. Rồi, chỉ có cái sau này nếu mà chơi thì có tỉa bớt một số những cái rễ nó chéo đi thôi. Vâng. Để rễ thẳng. Đấy, đẹp rồi mà. Và cái tay hoành tức là hình thù con rồng nó vươn ra như thế này cũng rất là thoải mái. Đấy, thế còn cái chậu này thì nếu mà các bác có cải cách lại thì thay, còn không thì cứ thế này chơi thôi. Hơi to. Chậu hơi to một chút, nhưng mà đang muốn tìm một cái chậu nó cổ một chút để thay vào tác phẩm. Đẹp mà, xung quanh bệ cũng đặc mà. Đây, phía ngược lại đây các bác. Đấy, chỗ này có thể chỉnh tráng bớt, bỏ tỉa bớt một hai cái rễ. Những cái rễ nào nó siêu, nó quặp chỗ vào thì chỉnh. Cây thì rất là nét, căng rồi, lên tận trên này rồi. Địa y long đàn phượng vũ là đúng đấy. Giá khoảng bao nhiêu anh? Cái này giao lưu với anh em là bằng 30 triệu. Vâng, giá 30 triệu. Để tôi lấy cái ảnh mang tên long đàn phượng vũ của Đỗ Sinh chụp đấy, không biết là có bác nào yêu không. Nào, để tôi chụp nhé. Rồi, xin chụp này. Rồi, với cái báo giá là 30 triệu. Đón nhận long đàn phượng vũ về với vườn các bác nhé. Bây giờ chúng ta chia tay tiếp với những cái tác phẩm còn lại này. Đấy, một tác phẩm xanh Nam Điền. Vâng, đây là một cây xanh Nam Điền. Cái lá Nam Điền nó ra đẹp, xanh cứ mơn mởn.
là móng này. Quê bác. Cây này cây nằm điện. Sẽ đo cái hoành thân cây này cho bác nhé. Hoành thân này được 80 bác. Vâng. Chỗ cổ thân này là 80. Chiều cao là được 1m28. Tàn rộng là được 1m6. Tác phẩm này báo với anh em là 40 triệu. Rồi. Được. Và bây giờ chúng ta lại di chuyển sang một tác phẩm xanh phía bên tay phải. À, cây này cũng cực kỳ già rồi các bác. Đây là một cây xanh cổ anh em nhé. Và nét chơi những cây xanh cổ tràn chậu. Cây chậu xi măng rễ đã phủ như đan lưới luôn. Và lúc các anh nhấc lên đây là rễ được xén bởi vì trước kia là nó thả nước kìa. Trước kia đã thả nước toàn bộ rồi, rễ nó cùn ra này rồi. Và cứ đặt một cái chậu to phía ngoài, cái khay cao khoảng 10 phân, thế là chìm nước là tuyệt vời. Đấy, cây xanh già quá. Đấy, cái sân này có thể có mọc không anh? Vâng, có mọc, mọc lên cho mặt thì nó đỡ. Nó cũng hạn chế được cái mùa này nó hết nhìn đấy. Già già lắm rồi, cây này cũng phải hàng trăm năm rồi bác Sinh ạ. Không phải là mấy chục năm nữa cái hang này. Được rồi, anh lấy cái thông số được không? Bác quay cả hai mặt để cho các bác đi theo nhiều các bác. Hoành là được 90 bác Sinh ạ. Vâng. Chiều cao từ mặt chậu lên là 1m25. Tán rộng được 1m9. Này cũng giao lưu với anh em 40 triệu. Rồi. Giá 40 triệu. Rồi. Nha, di chuyển. Tiếp một cây vú sữa đây. Và còn đây là bệ vú sữa đây các bác. Úi giời, cây vú sữa như cái nấm lùn. Đẹp quá. Mà bệ rất là đẹp luôn. Vành chỗ này được 110 này bác. Vâng, ở vị trí đấy là 110. Chiều cao là được 1m. Từ mặt chậu lên là được 1m3. Cây nụ được rất đẹp. Tán rộng là 1m8. Cây này thì cũng báo trên kênh bác Sinh một lần rồi. Nhưng mà lần này vẫn báo với anh em bằng 85 triệu. Và cây vú sữa giá 85 triệu. Rồi, di chuyển anh nhé. Và mời các bác đến với một cây xanh Nam Điền tiếp theo này. Cây khỏe quá nhỉ. Tay chì nó cứ rụt rịt lại là đẹp không? Nó không dài liều nghều mà nó rụt nó ngắn hẳn đấy. Rất là lực cây. Rồi,
Cái này anh cho cái thông số cái. Này đo cái hoành chỗ này là được 101 này bác. Hoành thân 101. Hoành cách gốc 20 cm là được 101. Cổ thân 101. Chiều cao là 1m8 từ mặt chậu lên. Tán rộng là được 2m rưỡi. Anh em nào kết thì alo ok này cho Trần Hiệp nhé. Rồi, ok. Chúng ta di chuyển đến cặp đôi cây xanh Nam Điền dáng thác đổ. Bên kia một cây kìa. Anh em nào lấy đôi này về thì anh em có thể là... Và bên này chúng ta quay cái cây bên này trước ấy. Anh em sẽ tính cắt sửa. Vâng, cái cây bên này bao tiền anh ơi? Cây báo giá với anh em 15 triệu. Rồi, cây này 15 triệu. Và chúng ta chuyển sang cây phía bên này đi. Cây bên này thì giá bao nhiêu anh? Cây này báo anh em 13 triệu. Rồi, 13 triệu. Cặp đôi là đi 28 triệu. Đúng không? Vâng ạ. Rồi. Và trước khi kết thúc cuốn video, tôi giới thiệu với các bạn một cây xanh Nam Điền. Tầm cây cũng là lớn rồi đấy. Đây em đây nói với anh em, đây là một cây cốt nhá. Cây dáng não mai mà đang trong quá trình nuôi. Anh em nào dám đầu tư thì cứ liên hệ với Trần Hiệp thì giá cũng giao lưu với anh em là bằng 40 triệu. Và cây lá đẹp quá nhỉ. Cây lá chất lá đẹp không? Rồi, và Độ Sinh xin kết thúc cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.